tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Chiều ngày 8 tháng 3, Văn phòng Quốc hội thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 8 tháng 3, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Quyết định trên được thực hiện khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 57 tuổi, quê quán tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bà Lan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ năm 2015 đến nay. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.